Xử thế là quá đúng rồi, sao các bạn cứ thắc mắc rồi phẫn nộ so sánh nọ kia? Đồng chí Trương Quốc Cường nhập thuốc giả bán cho bà con bị ung thư. Để vét nốt những đồng tiền cuối cùng của những gia đình đang cùng quẫn trong đau khổ và túng thiếu nhưng là cán bộ cao cấp phải sớm được ra tù để tiếp tục cống hiến, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đồng chí lại được đồng chí của mình xử thì giơ cao đánh khẽ là thường. Nói gì thì nói, đồng chí với nhau cũng phải có tình nghĩa chứ. Mà xử thế đúng với nguyện vọng của đồng chí là để không mang thêm đau khổ cho bản thân và gia đình. Rất nhân bản, nhân văn, rất nhân đạo, rất tuyệt vời. Còn mấy thằng dân đang tuổi thanh niên? Lấy mấy buồng cau hay một con vịt phải chịu 9 năm và 7 năm tù thì chắc chắn chưa là đảng viên, lại không phải là cán bộ nên cần phải xử nặng. Mấy thằng này ra tù có phấn đấu mấy chục năm cũng không thành đảng viên và cán bộ được đâu, do vậy để chúng được rèn luyện trong tù là đúng, biết đâu chúng sẽ nên người trong ấy. Tôi tiếc là mình phí hoài tuổi trẻ của mình mà không phấn đấu vào đảng và làm cán bộ. Giờ thì đã muộn, đây chính là tình yêu Việt vượt trội và đặc sắc của nền tư pháp mà chúng ta may mắn có được. Rất linh hoạt, mềm dẻo, có thể uốn éo uyển chuyển tùy đối tượng. Tôi nói thế, không biết các bạn đã hiểu ra chưa? Hiểu thì thả tim tán thưởng nhé! Phong Nguyễn, đúng là không còn sự khốn nạn nào hơn. Tuấn Lê, đen thì đừng suy bì nhé. Hùng Mai Trần, thằng bán nước điểu có thể gây hại làm chết bao người thì chỉ có 4 năm tù. Khốn nạn vậy, làm sao hết tội phạm được? Jenny Nguyễn, không hề thắc mắc luôn, xử vị là đúng hoàn cảnh lịch sử rồi. Vũ Tài, nếu mà 4 năm thật thì nó không còn là mục nát mà nó gọi là thối rữa. Nguyễn Chiêu Trịnh, Vũ Tài thì chính xác là 4 năm mà. Vũ Tài, SEA Games làm lu mờ rồi. Linh Nguyễn, lãnh đạo xử tù là được rồi. BT, xin lỗi dân với rút kinh nghiệm là được rồi thì phải. Chi Mai, hoang mang quá. Lũ khốn nạn nếu người thương chắc chết với chúng. Nếu người thường chắc chết với chúng là phải là quan là cán bộ thì không sao hết. Vân Nguyễn, bây giờ thì hưởng mấy cái nhân văn, nhân đạo dỗm, rồi cũng tới ngày nhận nhân quả. Nguyễn Ngọc Lan, khốn nạn. Nguyễn Văn Mạnh, địch mẹ tòa, một thằng ăn trộm chó, xem thêm. Ở Hưng Yên, Văn Giang, không may bị tóm được. Thế là dân cả làng súng vào, đấm rồi đá đến suýt chết và còn bị nhốt trong củi chó. Dân hả hơi đáng đời. Trong khi một thằng khác, phó thống đốc ngân hàng, một quan lớn của đảng vĩ đại và vinh quang, làm thất thoát công quỹ 15.000 tỷ đồng. Lạ, không thấy dân chúng súng vào đánh hội đồng. Hơn thế, cái thằng ấy
được tòa xử tại gia, tức là không có án. Thế đấy, địch mẹ tòa. Tô Minh Đức: Tôi hỏi đồng bào đã lớn chưa, đã tởn chưa? Phan Hào: Xã hội chủ nghĩa nó là thế đấy. Minh Lý: Quan xử như L. Duy Quang Phan: Hết thuốc chữa cho cái thể chế. Ráng uống thuốc đi chú mày, để khỏi gây thêm đau khổ cho gia đình. Thuốc giả, ung thư. Nguyễn Thành: Xin lỗi thầy, cho em văn tục. Đi mẹ tòa. Hoàng Dương: Tại sao? Đinh Thanh trớ trêu: Ha ha ha, nhục nha, cho bọn không phải thường dân quá. Còn nhiều thuốc giả, thằng thứ trưởng này cho nhập về, giờ cho nó uống để chữa ung thư như đạo đức. Vị nào xử vớ vẩn, mấy người ung thư uống phải thuốc thằng này đã chết rồi, họ sẽ tính sổ với các vị, lại xuống địa ngục thôi. Đồng đảng luôn được ưu ái hơn đồng bào nhé. Xin lỗi à, xin lỗi anh Châu và cả nhà. Chúng ta không hy vọng ở nhân gian này nữa, thì xin một phiên tòa ở địa phủ. Mong điều này là có thực. Quá chua xót. Xuân Hoa Nguyễn: Đến bao giờ mới mở mày mở mặt với thiên hạ? Rõ là chán. Phú Đoàn: Hoang hô tà án. Vũ Việt Tiến: Bác mỉa mai chúng nó, nhưng bọn nó không còn biết xấu hổ là gì đâu. Vôi Biển: Ưu tiên dân đen thế còn gì. Phùng Đức Minh: Hay là có hai bộ luật nhỉ. Quang Lê: Như vậy là trước khi phạm tội thì tôi tuyên các bạn phải phấn đấu kết nạp vào đảng. Thọ Nguyễn: Ôi luật của xứ Đông Lào. Đỗ Mộ Lâm: Có tiền nhiều để chung chi nên xử lấy lệ cho vừa lòng nhau. Đặng Tiến Anh: Quá đúng anh nhỉ. Phục Hưng: Khốn nạn với nhân dân. Nguyễn Mạnh Cường: Sự thật là cay. Tòa tuyên án anh 7 năm tù về tội trộm một con vịt. Đi em tòa. Tòa đi em mày. Chuyện ở nông trại của nhà Văn Anh đã viết rất chính xác về những việc làm như thế này. Truyện và phim bị cấm là dễ hiểu. Ra đường gặp ai, gia đình nó đâm. Thế mới nói nhân dân muôn đời khổ, quan muôn đời sướng. Người trọng bệnh vẫn không tha, đúng là loài cầm thú. Đó là tính ưu việt của chế độ pháp quyền đặc sắc chủ nghĩa gì đó ở Việt Nam. Anh em hoan hô nào.
Trần Mạnh Hùng tuyệt vời. Nhiều quá, đọc không hết đâu. Nhưng mà rõ ràng qua những cái câu chuyện này nó cho ta thấy rằng mà một cái chế độ vô lương tâm, mất đạo đức, một cái chế độ mà do những cái con khỉ nó cầm quyền, những như Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Nguyễn Xuân Phúc, toàn là những con khỉ Trường Sơn nè, đang cai trị đất nước. Nếu nhiều không thối tả, người ta viết những cái tiếng nói của người ta để mà phản bác lại chế độ. Nếu nhiều vô tả luôn đó. Mà cái bộ mặt của chế độ nó cũng vẫn dày. Nó dày hơn cái tấm thớt me. Quý anh chị thấy em ấy, kinh hoàng thôi. Mình kinh hoàng luôn đó, mình không hiểu cái chế độ này đó nó sẽ đi đến đâu luôn á. Mà tại sao nó vẫn chưa sụp đổ nữa? Nó cũng lạ lùng ghê đó. Lạ lùng ghê lắm. Thấy không? Những cái lời comment mà không thể tưởng tượng được luôn. Hàng ngàn lời comment như vậy. Anh chị em thấy lời kim comment vẫn là tiếp tục đầy ở trong đó. Người ta cười vào bộ mặt khỉ của chế độ. Biết bao nhiêu người người ta lên tiếng để mà nói về cái chế độ này. Mà rốt cuộc những cái chuyện tồi bại vẫn tiếp tục xảy ra như thường. Rồi, TV256 cũng xin mến chào. TV đã cũng đã xin anh Châu Đoàn về những cái bài viết rất là hay như thế này. TV xin chào quý anh chị em.